Nó giống như thể là món quà tinh thần mà chính để khi nào mà em cảm thấy là lúc nào mà em cảm thấy áp lực ấy, thì em sẽ nhớ đến là cái xe thằng này đang ở bên em. Tự nhiên nhìn cái nhẫn này em nhớ sức mạnh của vũ trụ Marvel. Bây giờ là Thanos là có một cái bàn tay năm lần đúng không các bạn? Đây là một bàn nên chắc là mình sẽ đi kiếm thêm. Tôi nằm thêm. Như Khanh đã từng biết là chị đã đứng ở đây một show vào ngày 26/6 và chị có nói rằng là cả show tiết kiệm chị không yêu thương ai cả mà chỉ yêu thương có mỗi một người con gái duy nhất đó là nam em. Và ngày hôm nay chị yêu thương thêm một người nữa đó là Khanh. Đâu có người con gái đâu, đó là một người nữa, đó là Khanh. Chứ không có một người con gái nữa. Mình cũng xin chữa đi. Chị cũng có món quà cho anh gái, nhưng mà tại anh gái chị cao quá. Anh có thể... Hãy subscribe cho kênh không này cái gì vậy? 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 FC của em là đúng không? Đây là cỏ bốn lá này quý vị. Anh em. Không, nhưng mà đúng đó là một cái cỏ bốn lá màu đỏ. Nghĩ rằng đó là tình yêu của mọi người dành cho em. Ok, anh mai cho em. Đẹp lắm. Chưa có kinh nghiệm đi, chưa có kinh nghiệm đi gả con gái. Không biết em là em chưa có kinh nghiệm đi gả con gái của mình cho người khác. Trời ơi, gì vậy bé? Ôi rồi. Cắm nha. Cắm nha. Lo nhớ bài cái bài lát nữa kìa. Đánh hồi quên vậy.
chúc bé luôn hạnh phúc. Cảm ơn các bạn FC rất nhiều. Cảm ơn chị một lần nữa. Dạ, cho phép em mình xem một tí. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.